Chào à. Chào tất cả các bạn. Các bác chờ hàng bảy nhật nay. Đáng lẽ là em chưa có lên cái mấy cái cây dao này đâu, nhưng mà nó có cái vấn đề nhỏ nên tiện em lên dao luôn. Rồi tiện lên dao rồi báo cáo cho các bác rồi thanh lý luôn, bán dao hôm nay bán rẻ luôn ha. Thì có cái vấn đề thì hôm trước á mình có ba cái cây vít nhá, ba cái cây vít thì thông thường á, thông thường cái cây này nè là cái cây mà nó căng cái lực ra nghe mấy bác. Ừ, nó căng cái lực ra. Thì mình có một bác ở trên Đồng Nai thì bác chốt cho mình một cái cây kìm mẫu họa 150 với cái cây này 400, thì bác chuyển khoản trước cho mình 500. Thì thôi thì mình thấy có 50.000 nó không có đáng, thôi để lần sau mua hàng thì mình lại tính. Thì cái tình hình nó là nó như thế này, vì em thấy cái cây này á nó hơi cũ nè, nó hơi chóc ra, thì em mới tự ý em tháo cái, em đổi cái mã này qua để em gửi cho bác ấy cái cây nó đẹp hơn, nó mới hơn. Nhưng nó nói là cái cây nó bị hư nhưng mà không phải nha, cái cây này là cái cây mở lực ra. Cái cây này là cái cây mở lực ra đó. Mở lực đây là mở để mở căng cái lực mà mình dặn ra chứ không phải đóng cái lực dặn vô. Thì bác nói gì đó thì thôi em chấp nhận, em nhận cái lỗi về mình tự ý mình đổi, thì mình tự ý mình đổi cho bác. Thì hồi nãy có nó nói thương lượng, nhưng mà bác nói bác không có Zalo, không nên không mình không có làm cái clip lên cho bác xem được. Thì tiện thể ở đây á thì mình làm luôn, mình làm cái clip này để cho bác vô bác xem luôn. Rồi thì mình gửi cái địa chỉ cho bác, gửi hàng lại cho mình, rồi mình sẽ hoàn tiền lại cho bác, chứ không có cái gì ấy đâu, không có cái gì mà phức tạp lắm, chỉ có mấy trăm ngàn thôi. Thứ hai nữa là đó, đây nè, nó tình hình nó chóc sơn á, thì mình bán nào trước thì mình ưu tiên mình lựa cái cây đẹp mình gửi đi thôi, chứ chả ai dạy gì mà mình khách chốt cái số 10-15 mà chả ai dạy gì mà mình đi lấy cái cây đẹp mình đổ cây xấu đâu. Nhưng mà tại vì mình ưu tiên thôi thì mình gửi đi. Bây giờ bác không chịu thì ok, thì em chuyển khoản lại cho bác ha, em gửi cái địa chỉ này cho bác rồi em chuyển khoản cho bác, thì bác gửi hàng lại cho mình, yên tâm không có cái gì gọi là nặng nề ở đây hết. Sau mà mấy anh em mà có mua hàng thì lỡ có cái gì đó thì mình anh em ngồi mình nói chuyện lại với nhau đàng hoàng thôi, nhẹ nhàng thôi chứ không có gì hết ha. Rồi bây giờ mình vô vấn đề đi. Hôm nay mình thanh lý nha, hai con này, hai con của Nhật, cái này mã số 1 nha anh em. Ra hàng da băng nha, đây da băng nha. Cái con này là con bít tết, con này con cắt xịt bò stick nè. Cái hai nữa con này con lọc. Thì cái này mình coi như mã số 1 nha, mình đo cái tổng cái thước của nó nè. Tổng cái thước của con này là dài 34, cái con lọc á lưỡi nó lưỡi 20, cái mảng lưỡi nó là 2 cm nha, con này rất là đẹp. Thì con này thì cái mảng lưỡi nó 17, tổng chiều dài nó 22, cái lưỡi nó 12 nha. Thì cái con này, hai con này mã số 1 em bán giá 200.000 nha. Thì anh em nào mua thì alo cho em ha, số 1 giá 200 đây nha, đây nha. Mã số 1 200k là hai cái con này giao đi du lịch đi biển cũng được nha. Mình lên đây mình làm cá, làm đồ sashimi rồi phi lê thì ok ha, mình cắt thịt bò được cũng được. Rồi hai con này cái gỗ nó là cái gỗ gì, gỗ ốc chó, cái cán nó gỗ ốc chó.
Đó, các máy xem lại nha, xem cho kỹ nha. Thì da băng nha. Đây mình đây. Mình alo mình chốt với mình gửi hàng cho mấy bác nha. Rồi, máy số 1 giá 200k nha. Gồm hai cây này. Thì em bó lại cho nó đàng hoàng. Máy số 2 thì trong này có một số cây em đã vệ sinh nhưng mà có một số cây em chưa có vệ sinh nha. Tại vì lúc chiều bác nói vậy thôi, khi mình tiện ở đây mình lên thôi, mình lên mình làm clip sẵn, mình gửi cho bác xem cái cây mở vít đó luôn nha. Thì không đồng ý thì mình hoàn về cho mình, coi như là lỗi của mình, lỗi tự ý đổi thì mình chịu cái phí ship đi phi về cho các bác ha. Rồi mã số 2, cây này là một cái do Thái. Thì hôm nay em chưa có mài nha, em chưa có mài bén, ngày mai em mài bén cho mấy bác. Cái cây này thì nó là cái dao xịn đó, nhưng mà lúc mà mình đưa vô cái miếng cước á, mình đánh thì nó dằn mắt đi, nó dằn mắt đi cái hiệu này. Mình đánh là mình không có để ý đó, cái hiệu một hình người á đó. Đó, đèn nó mờ, không biết các bác có đọc thấy không nha. Đó, nó là Jacky Chin Stainless nha. Cây này thì hiệu anh chính này lúc trước nó là của Đức nha. Bây giờ thì anh gì nó quay mực thì cây này cũng vậy ha. Cây này cũng vậy, mình cho mình vệ sinh, mình đánh nó mạnh quá nó văng, giờ nó còn cái thằng hình người đó. Ba cây này, tất cả các cây này là stainless hết nha. Hàng chống rỉ, bán đem về các bác xài thì nó rất là bột tươi. Cây này cây Thái mini nè, cây Thái rau củ quả, cây này cũng rau củ quả. Thì cầm này thì mấy anh em đi du lịch rất là đẹp ha, có nguyên cặp nó. Mình bán ba cây này 400.000 nha. Mã số 2 thì cái kích thước đó nè, kích thước của cái cây Thái Lộc nè, 25, lưỡi của nó là 14 nha, lưỡi 14, 2/2, này 3/3, tổng chiều dài thì bằng cây này 25 hết nha. Cây này thì nó dài hơn. Cái này thì nó dài 28, cái lưỡi của nó 16 ha. Bản lưỡi của nó là được 3.5, 35. Rồi ba cái này bán 400.000 nha. Đó, bán 400. Mã số 2 400k. Thì những cái dao này đẹp nha mấy bác. Đẹp nha. Đấy đó. Lưỡi lõm nó rất là đẹp nha. Đó. Thì cái này là mã số 2 400.000 ba cái này nha. Rồi, mã số 2 ba cái này 400k nha, hàng hiệu nha, hàng xịn nha bác. Rồi. Mã số 3. Nguyên một bộ. Bộ này chưa vệ sinh nha, nhưng mà nó rất là đẹp nha. Nó là hiệu gì? Thai Blood này, mà mình trao hoài thì nó chưa có ra mã. Nhưng mà cái cây này thực sự rất là xịn nha, có hôm này không cho ông. Nè, ba cây. Ba cây rất là xịn nha. Cái chẻ rau quả nè, cán ốp nè ha. Rất là bóng mà rất là nặng, rất là dày nha. Cái này dày thì nhìn sống lưng nó cũng rất là đẹp nha mấy bác. Bộ này thì ngày mai em vệ sinh, em cố gắng em giữ cái logo đây này các bác ha. Mà nếu mà nó có mất logo thì các bác cũng yên tâm, đây trên này có. Thì nói chung em sẽ cố gắng hết sức em sẽ giữ lại cho mấy bác. Cái cây này cái cây đa năng nha mấy bác, xài rất là sướng. Tổng chiều dài của nó là 33, cái lưỡi của nó là 20, tổng bản lưỡi của nó là 4.5 nha. Này dày. Rồi, cái này dày 3 ly nha. Đó. Một cây 3 ly. Cái này 2 ly rưỡi. Đó. Cái này 2 ly. Thì nguyên bộ nó đây. Thì kích thước nó nè. 33
cây thái cũng 33, cây dâu con thì 24 nha. Rất là đẹp luôn nha. Đây, nguyên bộ rất là đẹp luôn. Nguyên bộ rất là chắc chắn ha. Đó, bán xem nha. Rồi cái bộ này mã số 3, bán giá 750.000 nha. Mã số 3 mấy bác mà mua cái bộ này về xài thì xài gia đình thì bao luôn ha, bao luôn. Mà ngày mai trước khi giao thì mình vệ sinh sạch sẽ mới mẻ thì mình mới giao, mình mài bén rồi mình mới giao nha. Tức là cái bộ này nó dính bẩn thôi chứ thực sự nó còn rất là mới nè. Bác nhìn cái nước thép của nó thôi, nhìn cái đường sọc của thép của nó thôi rồi biết nó. Cái hai nhìn cái sống lưng của nó nè, nó bóng bẩy mà nó không có cái thép của mấy cái này cũng cực kỳ tốt á. Độ cân bằng của dao thì cũng ngon lành á, chứ không phải là lại đâu đó ha. Bộ cân bằng nó ngon ha, cân bằng hết tất cả đó. Cho nên là bộ này mà mã số 3 bán giá 750k nha. Bộ số 4, cái bộ này là bộ cai nha, bộ cai đó, bộ cai á. Nhưng mà mình chà mạnh với nó văng bà nó cái chữ đây rồi đó. Những cái bộ này không, cái bộ này cái bộ nó chưa in nó cai hay là gì đó ha, nhưng mà nó giao chuyện nha. Nó bộ ba cây luôn ha, ba cây, thêm cây này nữa là bốn cây. Nói chung các bác sử dụng mấy cây này ở trong nhà bếp thì cực kỳ ngon. Cây này thì đó, cái lưỡi nó đó, nhưng em sẽ xử lý, em xử lý ngon lành rồi em gửi cho các bác nha. Đây nữa, em sẽ mài bén và vệ sinh sạch sẽ trước khi gửi ha. Đó, vệ sinh ít nhất nó phải như thế này để mới gửi cho anh chị nha. Bộ này bộ số 3, số 4, bộ này bán 800.000 nha. Hôm nay lên làm clip ngắn thôi. Mã số 4 giá 400.000. Cái bộ này đẹp lắm ha. Kích thước tổng chiều dài của cái cây này là 31, lưỡi 18, 4 nha. Cây này thì 30 4 16, cây nhỏ nhất 26 3.5, 14. Rồi bán bộ này giá 750 nha. Mã số 4, 1 2 3 4. Rồi bán cái bộ mã số 4 này giá 750.000 nha. Hôm nay bán rẻ thì tính ra chị ra một cây 200.000 thôi ha. Số 5, hai cây dao đứt, hai cây dao linh, cái này Shoryuken. Ồ, cái này Shoryuken nè. Nhìn nè, em đánh cái cước á, nó mạnh quá nó văng luôn rồi, nhưng mà nhìn thoáng thoáng nó vẫn còn thấy nha. Đó là dao linh, cái này dao linh nha, hai hình người. Đây nè, các bác về có nhìn chỗ đây các bác sẽ thấy nè. Đó, nó dưu linh hai hình người. Nói với cây này cũng là dưu linh hai hình người. Hai cây này thì cực kỳ tốt, cực kỳ đẹp nha. Đó, hai cây này thì các bác đem về thái rau củ quả sắc thịt đồ là vô tư ha.
nên nó còn chất liệu nó còn đẹp lắm, nó còn mấy lưỡi nó còn nguyên si ha, chưa có mài chưa gì hết. Thì trước khi này gỗ nó bằng gỗ pít hay gỗ tít như nè, cái cán nó gỗ pít gỗ của châu Âu nên nó rất là đẹp ha. Cán các bạn nhìn nó không nứt nẻ không gì hết. Rồi hai cây này bán giá 750.000 nha, loại số 5 hai cây. Loại số 5 này bán hai cây này 750.000 nha các bác. Loại số 5. Các bác mua lẻ thì bán 400.000 cây nha. Loại số 6. Ba cây dao cai. Ba cây này cực kỳ đẹp nha. Đó, ba cây. Ba cây dao cai cực kỳ đẹp. Đó. Thì tổng chiều dài của cây này 36. Lưỡi của cây này là 21. Bên trong là 4.5. 4.5. Cây này nó cai nè. Đó, nó như cây này giống hệt nhau ha. Đấy, cái này mình cũng đánh nó bay mất cái khắc này, cho nên cái này thì chừa được, cái này chừa lại để làm chứng cho các bác. Đó, nó là cây sun nha, cây sun nè, đánh mà cũng bị phạm mất hết miếng nè, chà nói chung nó có cái cước á, cái chà này cay nè. Đây nét đi rồi cài cài mắt in Japan 1082 26F cây sun. Thì bộ này là ba cây cài sun nha. Đó, bộ này ba cây cài sun, hai cây cài sun nè. Thì cái này là cũng là cái cai, em cai này chưa vệ sinh nha. Đó, cai cái này chưa vệ sinh thôi, thực sự nó chưa xài đâu ha. Lưỡi nó còn đẹp lắm. Nước thép của nó còn mà. Nè, nó cũng vậy, nó mất in Japan này, cai này ha. Đó. Đó, các bạn nhìn thấy cái nước thép nó như vậy là biết cái dao nó đẹp rồi. Với hai kỹ thuật quay mình không có đó. Rồi ba cái này 850 nha. Nói chung mấy bác xài trong vệ sinh cây này thì 30. Tổng chiều dài 30, 31. Lưỡi của cây này giữ là lưỡi 17. 4.5. Các bác xài cái bộ ca này thì trong nhà bếp thứ nhất là sạch sẽ, đẹp đẽ, cái thứ hai nữa là xài ngon lắm. Ba cây này 800.000 nha. Đoạn số 6. Các bác nào mà ấy thì thông cảm nha. Đây, mã số 6 giá 800k ba cây ca này nha. Cực đẹp ha. Bó lại. Trước khi gửi đi thì mình vệ sinh sạch sẽ ba cái dơ này, thì mình sẽ vệ sinh nó sạch như cây này. Nó sạch như cây này rồi mình bảo dưỡng dao mình mài thiệt bén mình gửi đi ha. Đó. Bộ này mấy cái này mình chia nhỏ lên nha, thực sự nó cũng là củ cai đó mấy anh em. Cái này thì cũng cực kỳ tốt nè, cực kỳ tốt, dày luôn. Cái này dày cũng phải 3 ly. Cái này 2 đi 8, 3 ly. Cái này nó bị sai số hết pin. Này, 2 ly 70. Đó. Tổng chiều dài của cây này đang ăn rất là tốt luôn. Cây 22. 4.5. Lưỡi của nó là lưỡi 20, form này form châu Âu nha. Form này form châu Âu nha. Đó, form châu Âu. Thì mấy anh em nhìn nè. Nhìn thoáng qua nó chán cái độ này dơ này không.
Em nhìn thấy nó chán cái độ nó là biết độ đẹp của dao như thế nào rồi ha. Tất cả ở đây là tem hết nha, hàng thép không rỉ. Đây là cái nhỏ đi gọt rau củ quả. Đây thép nó tốt lắm nha anh em. Đem đem về xài thì ngon ha. Giờ ba cái này mã số 8. Mã số 8. Mã số 7. Đây ba cái này mã số 7. Bán giá 650.000 ba cái này nha. Số 7 giá 650.000 nha. Tiếp tục. Còn hai cây cuối cùng. Cây này thì thép ba lớp nè. Cây này cũng rất là đẹp, nãy dơ nè. Dính ấy á. Dính nước á mà mình chưa quay thành đó thép đó. Cây này gọt rau củ quả. Làm cá nhỏ nhỏ nữa thì ngon ha. Để ngồi xem tivi rồi vậy đó. Nè. Đó, mấy anh em thấy cái độ lưỡi của nó vậy là mấy anh em biết cái dao này nó mới nó đẹp như thế nào ha. Hai bên luôn á. Thường nó không mắc đâu. Cái này thông thường thì cũng củ la cai luôn á. Đó. Cái này cũng bằng cái kia. 30 lưỡi 17 4. Rồi hai con này bán 400.000 nha. À 350. Mã số 8 350.000. Đó, mã số 8 350.000 hai cái này nha. Thì nói cho anh em biết là cái vấn đề đó thì ở đây thì cái vấn đề của anh trên Đồng Nai kia biết như vậy đó. Nói chung không có ý gì đâu nha. Em thì không có ý gì hết mà chẳng qua là tiện thể làm video để anh vô anh xem thôi. Anh vô anh xem đi rồi anh yên tâm à, mình ở đây không có lừa đảo gì hết, mấy trăm ngàn đâu. Thì nói chung hàng bán đi mà anh không đồng ý á, thì anh không đồng ý á, thì mình coi như mình hủy giao dịch thôi. Thì em gửi tiền lại cho anh, em trả tiền lại cho anh rồi anh gửi đồ lại cho em thôi. Rồi sau tin tiếp. Còn anh gì ở quận nhất thì đây nha, Damakut chữ gì nè đó. Ông bạn già, cái này để dành cho ông bạn già mình nha. Đây 38 lưỡi 26 4.5 này của bạn già mình á. Shintoku 29 17 4.5. Rồi xin cuối cùng xin cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ trong cái thời gian qua. Anh em nào chưa sub thì sub giùm mình, bấm cái chuông giùm mình nha. Còn anh em nào sub rồi thì chú ý ở đây, chú ý nha, nó bị mẻ tí xíu chỗ đây, về đổ keo AB nha. Không thì thôi để em mài bén em thái xịt bò cũng được. Mà này xài ngon. Rồi xin chào tất cả các anh em, hôm nay clip chỉ đến thế thôi, chưa có làm đồ nghề đồ nhiếc gì đâu. Vừa rồi dịch quá nên mình không có đi ra đường được, chốt chặn kiểm dịch thì tùm lum tùm la. Đi ra để bắt thổi dịch cái chết luôn. Rồi xin chào tất cả các anh em.